Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều kênh giá rẻ nhé. Chân anh vừa về mẫu dây 204 của chú anh chị bản GL này. Size đẹp không cô chú anh chị? Bằng che nó bộ áo màu xanh nha, xanh vỏ dưa nha cô chú anh chị. Kết hợp bề gác chân, bốn quả mâm đúc nguyên bản của dòng dây GL. Đi đôi cô chú anh chị bộ tem nè, tem caro rất là đẹp nha. Hai cục đèn phía sau của dòng GL, máy 1.8, 93 Bình Phước, 07729. Đây là hai cục đèn nguyên bản nguyên thủy chữ dây còn rin luôn nè cô chú anh chị. Và đây là kính rin, kính logo phản quang phía sau nguyên bản của dòng xe dây nha. Sơn rin còn, em này sơn rin khá là nhiều, 70% là chất sơn rin. Đẹp không bà con? Mẫu này thì nồi đồng cối đá rồi, mâm đúc nguyên bản của dòng dây rồi, vỏ sau rồi mới 90%, gầm bệ ở trong rồi. Gầm bệ là rất là đẹp, không có dấu hiệu là mục mọt. Trên chiếc xe kết hợp bệ gác chân đầy đủ các tính năng rồi cô chú anh chị ạ. Đi một dòng đồng sơn cùng với Trần Anh, cặp vỏ đầu được 70%, đăng kiểm tháng 1 năm 2023 nha các bà con. Nồi đồng cối đá là ở đây, 204 đèn nè, hai cụm đèn mới tinh cô chú anh chị, đèn mới không, mới tinh luôn, đèn xi nhan cũng vậy nè. Biểu tượng mặt ca lăng trước của Toyota Bình Phước. Ok, ít tiền che nắng che mưa là ở đây nha cô chú anh chị nha. Ghế nè cô chú anh chị, em đây là ghế da nè, sạch sẽ trần. Đó, trần trần phía sau là nguyên bản của dòng GL nha. Đó là trần nỉ hết toàn bộ của chú anh chị. Tắp bi lồi nè, tắp bi lồi nè, phần tắp bi nè. Trang bị là bốn cái loa này là keo rim nè. Nói chung keo chỉ xe không lỗi nha. Đó là bản GL nha. Bản đây ít là tắp bi nó thẳng, cho nên cô chú anh chị mua xe, cô chú anh chị để ý kỹ cho Trần Anh và phân biệt đâu là bản GL, bản xe đi ít nhá. Lắc nhẹ chìa khóa nổ máy rồi. Vô lăng nè, trợ lực nhẹ tưng. Trang bị một cái màn hình rất là ok nè cô chú anh chị, màn hình Pioneer nha bà con nha. Số máy nè, học GL nè, hay học GL nguyên bản nè. Em mời bà con trải nghiệm phần máy nè. Ốp giả gỗ hết toàn bộ, từ phần tắp lô tắp bi cô chú anh chị coi nè. Ốp giả gỗ hết toàn bộ. Máy lạnh mở phát có lạnh nè. Đó, máy lạnh mở phát là có lạnh rồi nha cô chú anh chị nha. Dòng GL sẽ có gương chính điện nè. Đó là bộ gương chính điện nguyên thủy nguyên rin luôn. Hai bên trụ là nỉ non nguyên bản nhá. Nó sẽ sạch sẽ không bà con? Em vừa mới rửa xong không? Mở ra có bố Quyền ơi. Này nước gì vui với cái loa đúng không? Máy khá là êm nha. Xài toàn bộ bếp full hết toàn bộ. Hai bên là không có đâm vai cấn đụng. Dàn trước nè, dàn trước là nguyên bản nguyên thủy nha cô chú anh chị. Nè, keo chỉ cho nó có bô rim tuyệt đối 100%. Xe không cần bất cứ một khoản gì đâu. Đó, mạc tem nguyên bản của dòng Toyota dây nè. Keo là keo rim hết toàn tập nha. Mới rửa nước xong rồi. Bị dây loa bị hơi kêu tí xíu. Đăng kiểm tháng 1 năm 2023. Đó cô chú chị đam mê về mẫu dây GL 204 này thì alo cho em. Đây là phần cốp sau nè. Đây bà con, cốp sau nè, hai băng ghế sau từ phần tay gối là đầy đủ các tính năng nha. Hai bên là không có đâm vai cứng đụ trên chiếc xe. Hỗ trợ cho em nó là hai tia nhúng tia lực nha cô chú anh chị. Đó, xe sạch sẽ chưa? Đó, bà con lấy về bà con chạy thôi. Đây là phần gầm, gầm bệ nè. Số rin nha cô chú anh chị nha. Số máy là vô ba ok luôn.
gầm rin nguyên bản không một mọt. Đó, sạch sẽ. Thôi Trần Anh làm clip tới đây thôi, cô chú anh chị đam mê về mẫu 204 dây GL thì alo cho em mà em kết thúc chương trình tại đây này. Trần Anh see you and goodbye.